Hello, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Tâm sự chị Tâm tình nha. Bữa nay lại gặp lại mọi người đây. Tại vì hôm nay em có nhận được một cái câu hỏi của một người bạn. Người ta có hỏi em là có nên ly thân hay không, và nên ly thân bao nhiêu lâu thì tiến tới việc ly dị. Thì em cũng xin có ý kiến như thế này. Em cũng không biết là cái điều em nói là có chính xác hay không, nhưng mà đây là cái việc mà em chia sẻ với mọi người thôi. Theo em thì nếu như mà hai vợ chồng mà có vấn đề, không thể nào mà hòa hợp được với nhau nữa, mà cảm thấy không tìm thấy tiếng nói chung nữa, cảm thấy rằng là cái cuộc hôn nhân này rất là khó để có thể cứu vãn được, không thể mang lại hạnh phúc cho nhau và không cần cảm thấy gần nhau nữa. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, thì cũng em cũng không bao giờ khuyến khích mọi người là ly thân, nhưng đến cái việc mà là cứ nhìn thấy mặt nhau là cảm thấy khó chịu, mà nhìn thấy mặt nhau mà không có muốn nói chuyện gì với nhau, lúc nào cũng hầm hè nhau thì cũng nên ly thân. Và ly thân thì bao nhiêu lâu thì nên kết thúc cái việc ly thân đó. Theo em thì em thấy rằng là trừ khi là cái việc là liên quan đến các con này, sợ các con nó bị tổn thương này, để làm sao mà tìm cái cách gì để cho các con đỡ bị tổn thương nhất. Và có những gia đình thì họ sẽ về vấn đề tài sản, là họ trong cái thời gian đó họ đang nghĩ cách để làm sao mà chia tài sản cho nó hợp lý nhất, thì họ mới kéo dài cái việc ly thân. Còn em hoàn toàn khuyên mọi người là không nên kéo dài cái việc ly thân. Bởi vì thứ nhất là đàn ông ấy, khi ly thân là họ không chịu được. Nếu mà ly thân là chắc chắn là họ sẽ, hoặc là người ta có bồ, hoặc là trong cái thời gian đó họ cũng sẽ tìm một cái niềm vui nào đó ở bên ngoài. Họ cũng có thể là đi tìm bồ. Nếu như mà hai vợ chồng chỉ cãi nhau mà người chồng chưa có bồ ấy, thì lúc đó người chồng cũng sẽ nghĩ đến, nếu mà ly thân lâu thì người chồng cũng sẽ nghĩ đến là mình sẽ đi cặp bồ. Đó. Còn phụ nữ thì có thể là ly thân thì cũng không có cần cái giải quyết cái việc sinh lý đâu, nhưng đàn ông là khác. Thế còn cái việc ly thân á, với người phụ nữ, theo em thấy rằng là cái việc ly thân, trong cái thời gian ly thân là cái thời gian đau khổ nhiều nhất, cái thời gian suy nghĩ nhiều nhất, cái thời gian làm cho cái người phụ nữ lại mệt mỏi nhiều nhất. Cho nên là đừng kéo dài cái thời gian ly thân. Thời gian ly thân càng rút ngắn được thì càng tốt. Bởi vì là như vậy là sẽ rút ngắn được cái thời gian đau khổ. Đừng để cái thời gian đau khổ nó kéo quá dài. Có những người ly thân những 2-3 năm trời, có những người ly thân đến 5 năm trời. Đó là cả một sự hành hạ đối với người phụ nữ. Còn người đàn ông, người ta cũng có thể là người ta trong thời gian ly thân người ta buồn 1-2 tháng đầu thôi, xong những cái tháng về sau là họ đã tìm được đối tác mới rồi, họ lại cảm thấy vui vẻ, họ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như phụ nữ đâu. Còn phụ nữ trong cái thời gian ly thân nó sống cực kỳ là khổ, cho nên là đừng có ly thân quá lâu. Một là trong cái thời gian ly thân kéo dài 2 đến 3 tháng để có thể tìm hiểu xem rằng là mình có còn cần đến đối phương hay không, mình có thể hàn gắn được cái gia đình này không, cái gia đình này còn có thể hàn gắn được và để có được một kết quả tốt đẹp hay không. Trong thời gian ly thân đó, từ 2 cho đến 3 tháng, gia đình có thể quay trở lại, gương vỡ lại lành hay không. Còn nếu như mà đã kéo dài tới 6 tháng cho tới 1 năm, chứng tỏ rằng là họ có thể sống không cần nhau rồi, thì hãy kết thúc cái việc ly thân này bằng một cái việc ly hôn đi. Bởi vì ly hôn xong cả hai bên đều cảm thấy sống rất thoải mái, rất vui vẻ. Có thể buồn 1-2 tháng đầu sau khi ly hôn thôi, 1 tháng thôi chứ không đến 2 tháng đâu. Nhưng nếu mà ly thân ấy, thì vẫn còn cái tình trạng là ở trên giấy tờ tôi với anh vẫn là vợ chồng, tôi với cô vẫn là chồng vợ, thì mọi thứ nó không được thoải mái đâu, không được thoải mái. Mình vẫn có cảm giác là tôi vẫn đang có gia đình, và anh kia thì ví dụ như là có người mới thì cũng không được công khai ấy. Không được công khai bởi vì đang có gia đình thì vẫn phải lén lút. Thì cứ nghĩ rằng là cái việc ly thân là cần thiết nhưng đừng nên kéo dài. Mình nghĩ rằng là ly thân trong vòng 3 tháng cho đến 6 tháng là maximum nha mọi người. Đặc biệt là phụ nữ nhá, đừng bao giờ kéo dài cái thời gian ly thân quá lâu. Đó, đừng kéo dài. Bởi vì trong cái thời gian ly thân đó là cái thời gian cực kỳ đau khổ. Thời gian mà sống một cách rất là mệt mỏi. Đặc biệt là với phụ nữ, cực kỳ là mệt mỏi luôn á. Trời, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, và thậm chí là nghĩ ở bên kia đang làm gì. Nhưng thực sự ra là cái người đàn ông người ta không nghĩ như vậy. Người ta thừa biết là mình đang làm gì, người ta biết người phụ nữ đang làm gì mà.
Cho nên là cái thời gian ly thân là bao nhiêu lâu là hợp lý. Thì nếu như không có xích mích nhiều về tài sản, về chia chác con cái hay làm thế nào đó, thì cái thời gian ly thân hợp lý nhất là từ 3 cho đến 6 tháng là dẫn đến ly hôn là hợp lý nhé mọi người. Cái đủ cái thời gian để mình có thể quyết định được là cái người này người ta sống, người ta có cần mình hay không. Còn người đàn ông tốt thì không phải giữ, không cần phải quản. Còn người đàn ông mà không tốt thì người ta đã đi rồi, người ta đã đi rồi. Thì tại sao người ta đi rồi mình lại phải giữ cái người đàn ông không tốt, đúng không? Thế cho nên là thôi, nếu mà cảm thấy là dứt ra được thì dứt luôn, đừng có kéo dài làm cái gì cả. Mình còn phải có cái niềm vui mới, mình còn phải có mục tiêu, một cái mục đích cuộc sống mới. Cho nên là đừng có lãng phí cái thời gian, đừng lãng phí cái thanh xuân, đừng lãng phí cái tuổi trẻ của người phụ nữ. Mà đàn ông cũng vậy thôi, người ta cũng chả có bao giờ người ta ly thân để mà người ta chịu đựng một cái thời gian dài không có tình dục đâu. Đàn ông khi sau khi người ta ly thân được 2 tháng thôi, 1 tháng thôi là người ta đã sẵn sàng, người ta đi tìm người mới rồi đấy mọi người. Cho nên là khi người ta có người mới rồi ấy, thì là thôi, người ta cũng chả thương tiếc gì cái gia đình đâu. Trừ khi là người vợ đó rất là tốt và người đàn ông này là người mà có cái suy nghĩ thật là chín chắn, là một người đàn ông thật là bản lĩnh, thì người ta mới nghĩ rằng là gia đình là quan trọng nhất và cần nhường nhịn người vợ của mình một chút để có được cái gia đình, để cho giữ được cái hạnh phúc cho con, cho cái gia đình tương lai, ví dụ vậy. Thì là con cái nó không bị thiếu cha thiếu mẹ, và cái sự quay trở lại với gia đình thì mình sẽ nên nhường nhịn đi. Ở trong cái thời gian này vợ nó đang giận dỗi, đang không vui hay là đang cảm thấy bị tổn thương thì mình hãy bù đắp những cái đó. Chứ còn nếu như mà đã ly thân rồi 6 tháng đến 1 năm, thỉnh thoảng đi về thăm con, thì người phụ nữ kéo dài cái điều đấy để làm gì, để lãng phí thời gian của mình, đúng không? Tốt hơn hết là ly dị. Mà ly dị xong là đôi bên đều cảm thấy thoải mái. Ly dị xong là ok, coi như là cái dây nó đã đứt rồi, nó không bị căng như cái dây đàn nữa, đúng không? Mình cứ căng ra như vậy trong một cái thời gian dài thì người phụ nữ là người thiệt thòi. Cho nên là em xin chân thành là khuyên tất cả phụ nữ, nếu như mà cảm thấy là cái cuộc hôn nhân của mình sống mà không còn cần nhau nữa, thì ly thân trong vòng 3 đến 6 tháng là quá nhiều. Theo em mình chỉ nghĩ là nên ly thân 3 tháng thôi mọi người. Nên 3 tháng là đủ rồi, là đủ đủ thấy rõ bản chất của cái người đàn ông của mình rồi. Cho nên nhiều nhất là 6 tháng nhé, là ta nên nên hạ bút để ký. Còn nếu mà cảm thấy rằng là trong vòng 3 tháng đó mà hai người đã cảm thấy rằng là cần thiết, cần nhau và có thể hàn gắn được cái gia đình, thì mọi người nên quay trở lại. Đó, thì em cũng muốn tất cả phụ nữ, tất cả đàn ông, tất cả mọi người đều có một cái gia đình thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc, thật là vui tươi, để cho những đứa con không bị tổn thương. Xin cảm ơn quý vị và chân thành xin kính chúc tất cả quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị khán giả. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Tâm sự nha mọi người ơi. Thank you so much.